Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2, bài 40, luyện tập trung, sách giáo khoa môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 111 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta hỏi nè, mỗi số ghi ở cánh hoa là giá trị của biểu thức nào? À, như vậy đây chúng ta sẽ có cái cánh hoa 1, 2, 3, 4, 5 cánh tương ứng với 5 chữ số này. Vậy thì xung quanh này này là những cái biểu thức, đúng không? Đó. Vậy thì nhiệm vụ của chúng mình bây giờ là gì? Tính giá trị của các biểu thức A, B, C, D và E, xem biểu thức nào có kết quả phù hợp với cánh hoa nào thì chúng ta sẽ nối nó. Hiểu chưa? Rồi chúng mình sẽ tính biểu thức A nhé. 360 cộng 47 nè, trừ nè 102. À, như vậy đây có cộng và gì? Trừ, mình cứ thực hiện từ đầu trái sang. 360 cộng 47 các em nhầm được không? 0 cộng với 7 là 7 nè. 6 cộng 4 là 10, viết 0 nhớ, 1. 3 các em thêm 1 là mấy? 4. Được chưa? 407, giờ chúng ta trừ nó cho 1002. À, các em có thể trừ nhầm được không nào? 7 trừ 2 thì bằng 5. 0 trừ 0 bằng 0. 4 trừ 1 thì bằng 3. Ok chưa? Như vậy thì đây thầy sẽ ghi tạm thời đây là 305. 305. Rồi các em nhìn thấy cánh hoa 305 đâu? Đây, nối nó vào. Được chưa? Rồi, cánh hoa biểu thức B này, 360 trừ mở ngoặc 335 trừ 330. Như vậy đây có biểu thức ở đâu? Trong ngoặc. Thì chúng mình phải làm sao? Thực hiện ở đâu? Trong ngoặc trước sẽ là 360 giữ nguyên. 335 trừ 30 này, 5 trừ đi 0 thì bằng 5. 3 trừ 3 bằng mấy? Bằng 0. Và 3 hạ 3. Rồi, 360 trừ 305, 10 trừ đi 5 thì bằng 5. 6 này trả 1 còn 5, vậy thì 5 trừ đi 0 bằng 5. 3 trừ 3 bằng 0. Như vậy đây sẽ là nhiều? Số 55. 55 đâu? Đây, cánh hoa số 50, 55. Ok. Biểu thức C nhá. Biểu thức C của chúng mình. 1, 3, 2 nhân cho mở ngoặc này 12 trừ 9. Các em thấy phép tính đây có nhân, đây có trừ, nhưng mà đây ở trong gì? Trong ngoặc. Thì chúng mình phải thực hiện cái gì? À, trong ngoặc trước. Nhân cho 12 trừ đi 9 thì bằng mấy? 3. Như vậy các em nhân lên, 3 x 2 là 6, 3 x 3 là 9, 3 x 1 là 3. Như vậy anh này sẽ được là 396 này. Đây sẽ là 39 này, 6 này. À, các em sẽ tìm cánh hoa 396 đâu? Đây, ngay đây luôn, đúng không nào? Đó. Rồi, đến câu tiếp theo là câu D nhá. 80 cộng 60 nhân 2. Như vậy đây có cộng, đây có gì? Nhân. Thì mình phải thực hiện cái gì? À, nhân trước. 60 x 2 tức là 60 x 2 là 12 chục. 12 chục là 120.
Vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 200. Ổn chưa? Đấy, như vậy anh này sẽ có kết quả của biểu thức này là 200. Đầu cánh hoa 200 đây. Đó. Rồi. Và biểu thức cuối cùng đó là biểu thức E. 150 cộng 30 chia cho 6. Có phép tính ở đâu? Trong ngoặc. Vậy thì 150 cộng 30 là 18. 80 chia cho 6. À thì sẽ được bao nhiêu? 18 chia 6 được mấy? À 30. Được chưa? Như vậy anh này sẽ có kết quả là 30. À, chúng ta sẽ tìm 30 chúng ta nối. Đâu? Đây, 30 này. Được chưa? Rồi, như vậy chúng mình đã hoàn thành được bài số 1 nha. Sang bài số 2. Bài số 2 người ta cho này. Cây cau nhà em lúc mới trồng thì cao là 2 mét. Hiện nay cây cau đã cao 6 mét. Hỏi hiện nay cây cau nhà em cao gấp mấy lần lúc mới trồng? Wow, dễ đúng không nào? Lúc mới trồng là 2, hiện nay là mấy? 6. Vậy thì đây là số lớn và đây là số gì? Số bé. Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số gì? Số lớn chia cho số bé. Xong chưa? Đó. Như vậy giờ xác định được phép tính rồi thì chúng mình viết lời giải thôi. Dựa vào câu hỏi để trả lời. Hỏi hiện nay cây cao cao gấp mấy lần lúc mới trồng? Thì mình sẽ trả lời là gì? Hiện nay cây cao này cao gấp gì? Số lần lúc mới trồng là, hoặc là gì? Cao gấp lúc mới trồng số lần nào cũng được nhá. Đấy, hoặc em bỏ này, cao gấp này lúc mới trồng số lần là, đấy, mới trồng số lần là, được chưa? Đó. 6 chia cho 2 bằng mấy? 3. Vậy thì 3 này là 3 gì? 3 lần. Và đến đây chúng ta ghi đáp số. Như vậy thì hiện nay cây cau đã cao gấp 3 lần lúc trồng. Xong chưa? Rồi, chúng mình đã xong bài số 2. Sang bài số 3 này. Bài số 3 chúng ta sẽ xét một cái bài toán của câu A như sau. Con ngỗng thì nặng 6 kg. Rồi. Con chó nặng gấp 2 lần con ngỗng. Và con lợn thì lại nặng gấp 5 lần con chó. À, như vậy ở đây có mấy? Ở đây có bạn Minh, bạn mới hỏi này. Vậy thì con lợn cân nặng bao nhiêu kg nhỉ? Đó. Vậy thì bạn Mai và bạn Việt trả lời chúng ta như sau. Để thực hiện cái này thì chúng ta sẽ lấy 6 nhân với 2 nhân với 5. Vì sao vậy? Con ngỗng này nặng 2 lần con chó, tức là tay ta sẽ tính được số nặng của con gì? Con chó, đúng không nào? Mà con gì? Con lợn này nặng gấp 5 lần con gì? Con chó. Đó, nên chúng ta sẽ làm phép tính là 6 x 2 x 5. Được chưa? Vậy thì để thực hiện cái phép tính này, 6 x 2 x 5 này, cách nào mà thuận tiện nhất và nhanh nhất thì bạn Mai, bạn đã thực hiện này. 6 x 2 x 5, tức là bạn sẽ nhóm 6 và 2 vào một nhóm.
6 x 2 được 12, 12 x 5 bằng 6, 60. Được chưa? Còn bạn Việt nè, bạn ấy nhóm này 6, 2 với 5 bạn nhóm vào một nhóm. Đấy, tức là bạn này thì nhóm là 6 với 2 thì bạn Việt lại nhóm 2 với gì? Với 5. Đúng không? Đó. Như vậy thì sẽ được là 6 x 10 bằng 6, 60. Cả hai bạn đều có kết quả là gì? 60. Thì bạn robot mới nhận xét cả hai bạn đều tính đúng, nhưng mà cách tính của ai? Của bạn Việt, tức là cách tính này sẽ thuận gì? Thuận tiện hơn. Vì sao? Vì chúng ta sẽ đưa về dạng nhân với số tròn, tròn trục. Đúng không? Đó. Như vậy thì từ cái bài toán này thì chúng ta có này, đây là gì? Cách tính của bạn Mai và đây là của bạn Việt này. 6 x 2 x 5 sẽ bằng 6 nhân với mở ngoặc 2 nhân 5. Vì sao nó đều có kết quả là 6 gì? 60. Được chưa? Rồi vậy thì giờ áp dụng cái bài toán này để chúng mình giải quyết câu B này nhé. Ta sẽ đến với bài số 3 này. Câu B. Đúng nào. Tính giá trị của biểu thức, tức là chúng ta sẽ tính theo dạng gì? Thuận tiện nhất. 8 nhân 5 nhân 2. À thì mình sẽ bằng là gì? Các em nhìn thấy 5 nhân 2 là mấy đây? 10. Nên chúng ta sẽ nhóm 5 với lại 2 vào gì? Vào một nhóm, tức là chúng ta sẽ cho nó vào trong ngoặc. Sẽ là 8 nhân với phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước. 8 nhân 10 là 80. Ô văn kê. Rồi, phép tính thứ 2. 9 nhân 2 nhân 5. Đó. Như vậy mình cũng lại nhìn thấy này, 2 với 5 lại là gì? Một nhóm được này. Đúng không? Thì mình sẽ là 9 nhân với mở ngoặc 2 nhân với 5. Được chưa? Vậy thì thực hiện phép tính ở đâu? Trong ngoặc trước. 2 nhân 5 là 10. 9 nhân với 10 là 9, 90. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta đã hoàn thành cái câu B của cái bài 3 này nhé. Và đó cũng là cái bài cuối ở trong gì? Trong cái bài luyện tập của chúng ta. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong bài ôn tập học kỳ 1.